Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Người Nổi Tiếng và sau đây là tin. Cuộc sống của Hồ Văn Cường thay đổi như thế nào sau khi làm con Phi Nhung? Xuất hiện lần đầu trước màn ảnh nhỏ với hình ảnh một cậu bé nhút nhát gầy gò. Năm 2016, cái tên Hồ Văn Cường được nhiều khán giả biết đến khi tỏa sáng trong chương trình Việt Nam Idol Kids 2016. Bằng chất giọng nội lực, tinh tế và đặc biệt, với dòng nhạc dân ca trữ tình đang đắt khách, Hồ Văn Cường đang quen ngôi vị quán quân trong sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Sau thành công, gia đình Hồ Văn Cường đã chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, cũng để tiện cho việc học tập và đi diễn của cậu bé. Với sự nổi tiếng gây dựng được sau màn tỏa sáng tại Việt Nam Idol Kids 2016, cách xê của Hồ Văn Cường được cho là tăng lên chóng mặt so với những gì cậu bé từng nhận được mỗi lần biểu diễn tại đám cưới trước khi nổi tiếng. Mẹ nuôi của Hồ Văn Cường là ca sĩ Phi Nhung đã giúp đỡ gia đình Hồ Văn Cường rất nhiều. Được sống trong môi trường mới, đỡ vất vả hơn ngày trước rất nhiều. Ca sĩ Nhí ngày một điển trai và chịu khó chăm chút cho bản thân hơn. Không còn là một cậu nhóc gầy gò ốm yếu ngày nào, Hồ Văn Cường giờ đây cũng biết tự làm đẹp cho bản thân bằng những bộ trang phục mới. Cậu học trò ngày miền Tây nhập học tại thành phố Hồ Chí Minh và đạt thành tích học tập khá tốt. Mới đây, cậu bé khoe thành tích học tập đạt loại khá sau nửa năm chuyển trường, cùng với hình ảnh chụp chung với cha trong ngày nhận sổ liên lạc, phiếu báo điểm. Với ngôi trường mới, Hồ Văn Cường hòa nhập nhanh chóng với bạn bè khi trở thành người nổi tiếng của lớp học. Cậu bé liên tục chia sẻ những hình ảnh thân thiết gắn bó với các bạn cùng trang lứa. Ngoài việc đi hát và tham gia nhiều sự kiện giải trí, Hồ Văn Cường rất chăm chỉ phụ mẹ nuôi bán hàng. Cậu bé thường xuyên được bắt gặp khi đeo tập về và háo hức phụ mẹ. Sự chăm chỉ cần cù của Hồ Văn Cường càng khiến cho người hâm mộ yêu mến cậu nhiều hơn. Nhận xét về cậu con nuôi của mình, Phi Nhung cho biết Hồ Văn Cường rất dễ thương, hiền lành, ít nói. Cường cũng không có tính đua đòi hay xem mình là trung tâm chú ý. Mỗi khi rảnh rỗi, thay vì chơi game như những bạn bè khác, bé chỉ thích hát nghêu ngao một mình để thỏa niềm đam mê. Nhà đơn sơ ở quê của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường sống với bố mẹ trong ngôi nhà đơn sơ tại ấp Phú Trung, xã Long Bình, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sau khi đăng quang Việt Nam Idol Kids, Hồ Văn Cường vừa trở về quê vào chiều ngày 20 tháng 7. Cậu bé hát đám cưới được mẹ nuôi Phi Nhung và gia đình cùng đưa về nhà trong sự chào đón của bà con hàng xóm. Nhà Hồ Văn Cường nằm trong một đường đan nhỏ, cách chợ Gò Công khoảng 3 km. Đó là một ngôi nhà cấp 4, bên trong chỉ có những vật dụng đơn giản. Trên tường có các tấm bảng, giấy khen, thành tích học tập của Hồ Văn Cường trong những năm học vừa qua, cùng một tấm băng rôn cổ vũ từ các fan dành tặng. Xung quanh nhà Hồ Văn Cường có trồng củ cải. Hàng xóm cho biết nhà Cường nghèo lắm, không có ruộng nên phải đi làm mướn cho người ta. Gia đình trồng vài thứ lặt vặt ở xung quanh nhà kiếm thêm. Hồ Văn Cường sống với cha mẹ, còn chị gái em năm nay 21 tuổi đã lấy chồng được hơn 1 năm. Cha em là phụ hồ, còn mẹ thì đi làm mướn. Được biết ở vùng quê này được thuê nhổ cỏ, như công việc mẹ Hồ Văn Cường đang làm thu nhập chỉ từ 10 tới 12 ngàn đồng trong một tiếng đồng hồ. Chị gái Hồ Văn Cường nghỉ học từ năm lớp 6, cô đã lấy chồng và cũng đi làm thuê cho người ta. Với thu nhập mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng, thỉnh thoảng cô vẫn gửi tiền về phụ giúp cha mẹ nuôi em trai ăn học. Hồ Văn Cường không có ở nhà một ngày sau khi vừa trở về quê mà chỉ có chị gái của em ở nhà. Chị Xuyến, chị gái của Hồ Văn Cường chia sẻ, cha mẹ của em chở Cường đi công chuyện từ sáng sớm nên tôi phải từ nhà chồng ở chân Gò Công về đây giữ nhà. Chị Xuyến cho biết những ngày qua Hồ Văn Cường thì trên Sài Gòn chỉ có một mình bố cô ở nhà. Thỉnh thoảng cô lại về nhà để nấu cơm và chăm sóc bố vì mẹ cũng theo Hồ Văn Cường suốt cuộc thi. Thần tượng âm nhạc Nhí Hồ Văn Cường đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày nay. Hôm qua khi Hồ Văn Cường cùng với Phi Nhung và Sơn Đình về nhà, bà con kéo đến rất đông. Có những người từ thị xã cũng đến gặp mặt Hồ Văn Cường. Sáng nay dù Hồ Văn Cường không có nhà, nhưng vẫn có vài người hâm mộ ghé đến hỏi thăm vì hai tên em đã về quê. Hàng xóm của Hồ Văn Cường cho biết, tối qua gia đình của em có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, tầm 5-6 bàn cho người thân. Sau đó Phi Nhung, gia đình và Hồ Văn Cường cùng biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bà con. Nhà thằng Cường nghèo nhưng nó ngoan lắm. Ở đây mọi người gọi cha mẹ Cường là Hai Lúa và Cục Vàng. Hôm qua đông người quá không gặp được nó, chiều nó về phải ôm nó hôn cho đã, một hàng xóm chia sẻ. Cô cho biết bình thường mọi người trong xóm gọi Cường là Thổ vì nhìn Cường đen thui, gia đình khó khăn nhưng rất chịu khó học hành. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.